Xin chào anh Bo, chào anh John, chào anh Kim, chào Epi, chào Lê. Anh Bo, anh John, anh Kim và Epi có thể nhìn thấy. Đây là hai ruộng lúa sát nhau. Ở ruộng lúa bên này, những cây lúa còn rất nhỏ. Những cái lúa này còn rất xanh và rất nhỏ. Ở bên đây, những cái lúa còn rất xanh và rất nhỏ. Nhưng ở bên đây, những cái lúa này đã chín rồi. Anh John, anh Kim, anh Bo và Bi nhìn thấy không? Đây là những cây lúa đã chín rồi. Rất nhiều cây lúa đã chín rồi. Những cái lúa này đã chín rồi và rất đẹp, rất đẹp. Và có một cánh đồng rộng lớn và lúa chín nhìn rất đẹp và rất xa. Ở đây rất nhiều lúa chín. Và bây giờ khi đứng ở đây nghe mùi rất thơm, nghe mùi lúa rất thơm, nghe nghe mùi lúa rất thơm. Và đây là lúa đã sắp chín rồi. Bây giờ có lẽ sắp tới những người nông dân sẽ gặt lúa ở đây, họ sẽ gặt lúa ở đây và họ sẽ mang lúa về nhà và họ sẽ làm thành gạo và thành có thể nấu cơm ăn được. Anh John, anh Bo, anh Kim nhìn thấy không? Đây là những hạt lúa đã chín rồi và ngửi mùi rất thơm, ngửi mùi rất thơm. Cánh đồng lúa chín đẹp không? Anh John, anh Bo và Epi. Tạm biệt anh John, tạm biệt anh Bo.